Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi mắc hội chứng PGS. Bệnh nhi là nữ 5 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, có tiền sử lồng ruột nhiều lần. Lần này vào viện với biểu hiện sốt, qua siêu âm phát hiện khối lồng 29 mm. Nghi ngờ bệnh nhi bị mắc hội chứng PGS, các bác sĩ đã tiếp tục hội trần chuyên khoa và chỉ định kiểm tra các yếu tố là nguyên nhân dẫn đến lồng ruột tái phát bằng trục CT si ổ bụng, phát hiện bệnh nhi có khối polyp 26 x 86 mm ở ruột. Ekip phẫu thuật khoa ngoại chuyên khoa và gây mê hồi tỉnh đã tiến hành phẫu thuật nội soi tháo lồng, xử lý 4 khối lồng trong lòng ruột và tiến hành loại bỏ 5 khối polyp, bảo tồn đoạn ruột cho bệnh nhi. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của trẻ ổn định, không sốt, da và niêm mạc hồng, bụng mềm, không trướng, được xuất viện sau 21 ngày điều trị. Các bác sĩ cho biết, polyp ở bệnh nhi này bản chất là polyp xuất hiện trong hội chứng PGS, là bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường. Hội chứng này ít gặp tần suất là 1 trên 200.000 trường hợp, đặc trưng bởi các nốt tăng sắc tố da và polyp lan tỏa đường tiêu hóa. Ở đường tiêu hóa có nhiều polyp, polyp BGS được coi là mô thừa, dạng biếu hơn là một u thật. Thường sẽ xuất hiện nhiều, vị trí phổ biến nhất là ở ruột non, chiếm 75%, ở dạ dày và đại tràng là 25%. Polyp có thể gây các triệu chứng xuất hết tiêu hóa, đau bụng hoặc lồng ruột và có nguy cơ tiến triển thành ung thư biểu mô, tuyến đường tiêu hóa. Polyp này cũng có thể gặp ở bàng quang, túi mật và mũi hầu. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng bao gồm nhiều cơn đau bụng lặp đi lặp lại, xuất huyết tiêu hóa không giải thích được ở người bệnh trẻ, chu kỳ hành kinh không đều ở nữ, nữ hóa tuyến vú ở nam và dậy thì sớm. Do đó, theo tổ chức y tế thế giới về WHO, người bệnh được chẩn đoán là mắc hội chứng PJS cần được theo dõi tầm soát định kỳ để được điều trị triệu chứng và điều trị dự phòng.